Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni, trước hết cho con được bày tỏ tấm lòng của con đến với quý ngài một lần nữa trước khi con trở về trú xứ sau 10 ngày có chương trình Phật sự ở tiểu bang Florida. Trong những ngày qua, con đã được tình thương của quý Tôn Đức yểm trợ thương con, một người học trò, một người sư đệ, để mà yểm trợ cho con trong Phật sự. Đặc biệt trong 2 ngày con về lại điểm cuối ở Tampa, thì chúng con lại có được nhiều thời gian hơn với quý ngài, để được ngồi lại với quý ngài uống trà và được nghe những lời chia sẻ chỉ dạy. Con rất là biết ơn. Bên cạnh đó thì hôm nay như lời ni sư trụ trì, đây là một cái bonus, tại vì nó coi như là hoàn toàn last minute đã mới nảy ra cái chương trình này, là trên đường hôm qua ra phi trường còn lại được 1-2 tiếng, cho nên là tranh thủ rời cái địa điểm hồi tối sớm hơn để được về đây ăn sáng với quý thầy và đại chúng, và sau đó sẽ gặp quý vị một chút một lát nữa đây. Khoảng 11 giờ là Pháp Hòa sẽ rời đây để có chuyến bay lúc 1 giờ. Dạ, thì kính bạch, kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ hai, ngày 19 tháng 12 năm 2022. Chúng ta được đầy đủ duyên lành gặp nhau tại chùa An Lạc Hạnh thuộc thành phố Tampa, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Khỏe. Ráng ngồi ngoài nắng, phơi nắng cho có vitamin D nha. Quý vị có vitamin D mà không đi, còn Pháp Hòa không có mà phải đi. Thưa đại chúng, ngày hôm qua khi kết thúc chương trình thì có một chú đã viết một cái câu hỏi lên. Bởi vì chú nghe sư cô trụ trì ở tu viện ngày mới ngâm cái bài thơ của ngài Trần Thái Tông. Đó là bài Bao Quanh Bốn Núi Vạn Cây Rừng, Tỉnh Giấc Ai Ngờ Muôn Pháp Không. May thay đã có lừa ba cẳng, thẳng đứng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Thì cái bài này là một bài thơ của ngài Trần Thái Tông. Tức là ngài Trần Thái Tông là một vị thiền sư mà tại gia, vì ngài có lòng muốn đi xuất gia nhưng mà không thể được, bởi vì còn bận rộn với công việc quốc gia, xã hội, đất nước, cho nên ngài rốt cuộc đã lên tận trên núi rồi mà lại không thể làm người xuất gia được, phải trở về vị trí làm vua của mình. Nhưng có một điều đặc biệt là trong thời gian ngài làm vua, ngài vẫn giữ được cái tâm tu của ngài, và ngài đã tự sáng chế ra cho mình một cái phương pháp sám hối mỗi ngày. Một ngày là 6 lần. Mỗi một lần là ngài sám hối 1 căn. Bởi vì tất cả những phiền não con người chúng ta mỗi ngày phải sử dụng 6 căn, là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhưng nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ phiền não bởi 6 căn này. Còn nếu chúng ta có phòng hộ, có chuyển hóa, có tu tập thì cũng 6 căn này, nhưng mà lại làm cho chúng ta an vui, hạnh phúc. Ví dụ như con mắt, mình nhìn cái gì mình cũng bực bội, khó chịu, thì cũng con mắt này nó làm mình phiền não. Nhưng nếu chúng ta nhìn hình Phật, đọc kinh sách, nhìn bằng cặp mắt thương yêu, thì cũng con mắt này, nhưng mà nó lại làm mình an vui, hạnh phúc. Cho nên tu tập á, là không phải chúng ta bỏ cái này đi tìm cái khác,
mà quan trọng là chúng ta có chánh niệm soi vào chính cái đó để chúng ta tìm ra được cái phương pháp tu tập cho chính mình. Cho nên ngài Trần Thái Tông dựa vào sáu căn và để sám hối là tại vì tất cả những lỗi nghiệp cũng từ này mà ra, và tất cả những phước thiện cũng từ cái này mà ra. Ví dụ mình cũng có cái miệng nè, nhưng mà mình ăn bậy thì mình bệnh, nói bậy thì mình gây họa, cho nên ăn bậy thì có bệnh, mà nói sai thì mang họa. Cho nên rồi ngài sám hối cái khẩu, cái thân, cái khẩu, cái ý của mình, lục căn của mình qua sáu thời sám hối. Bên cạnh đó ngài cũng viết lên những cái lời hướng dẫn giải rộng về mỗi phương, mỗi pháp. Thì trong đó có một cái bài giải rộng về cái sắc thân tứ đại này. Vì vậy cho nên ngài kết thúc cái bài thì ngài mới làm bốn câu thơ. Và bốn câu thơ này á, nguyên thủy nó là chữ Âm Hán, thấy không? Tứ sơn tiểu bích vạn thanh tùng, liễu ngộ đô vô vạn vật không, hỷ đắc lưu nhi tam cước tại, mạch khi đã sấn thượng cao phong. Thì Hòa Thượng Làng Mai, tức là sư ông Nhất Hạnh đó, đã dịch cái bài này ra bằng thơ tiếng Việt là: bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Sở dĩ mà ai cũng, những học trò của sư ông phần lớn là thuộc cái câu này là tại vì sư ông cho viết cái bài thơ này và treo ở trong phòng của sư ông, treo trong cái cốc ngồi yên ở trên sân thượng Làng Mai. Thì đệ tử nào mà có dịp được vô ngồi chơi với sư ông, uống trà với sư ông thì nhất định sẽ thấy cái bài thơ này được treo trong đó. Và cứ như thế thì chúng ta lại thuộc bài thơ đó thôi. Cũng con mắt mình nhìn, phải không? Nhưng nếu mình nhìn một cái bài thơ hay, một lời kể hay, thì nó lại ghi trong cái tâm tư của mình, trong cái tàng thức của mình, rồi nó đi ra và nó nuôi dưỡng mình. Vậy thì con mắt này nó là hữu dụng hay vô dụng? Nó hữu dụng, nhưng mà quan trọng là mình biết dụng. Cái quan trọng là mình biết dụng. Cái mũi mũi mình á, nó cũng hữu dụng, phải không? Nhưng mà tại mình không biết dụng cho nên thành ra bệnh hoạn và vô dụng. Mà vô dụng thật sự nó vẫn dụng đó, mỗi ngày nó vẫn hít thở đó, nhưng mà mình hít thở trong vô tâm, hít thở trong không có chánh niệm, không có ý thức, cho nên mình làm mình khổ đau, bệnh hoạn, phiền não. Chứ thật ra tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ, lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Có ai nhớ mấy câu đó không? Trong cái bài sám hối mà mình hay tụng trước khi mình tụng những bộ kinh Đại Thừa như Pháp Hoa rồi vậy đó, thì sư ông Vạn Đức, tức là sư ông Trí Tịnh, hay để cái bài sám hối đó trước khi chúng ta vào tụng những cái bản kinh. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, nhưng mà tại mình không có rõ, mình theo cái dòng vô minh, cho nên ở trong cái trí Bồ Đề mà vẫn không thành thông thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thì ngài mới dạy rằng bao quanh bốn núi vạn cây rừng. Bốn núi là gì? Đó là cái thân tứ đại mình. Cái thân này là do bốn thứ nó hợp thành: đất, nước, gió, lửa. Đây là bốn cái chất mà gọi là chính, chứ nếu nói đúng ra là bảy thứ thất đại là. Nhưng mà thường ta nói thân này thân tứ đại. Thí dụ như tóc, răng, móng, xương, thịt của mình là thuộc về đất. Máu, mủ, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu, vân vân. Cái gì thuộc về nước là nước, phải không? Rồi hơi thở của mình, hít vô thở ra là thuộc về không khí. Rồi chất ấm trong người là mình thuộc về lửa. Cho nên bốn cái này nó hợp lại mới có cái thân này. Cái thân này nó có mặt, không phải một mình nó có, nhưng mà nó là do bốn chất hợp lại. Nhưng mà với cái nhìn của Đạo Phật á, mình phải thấy rõ rằng cái này chỉ là một cái tạm có, một cái duyên hợp để mà có mặt. Để làm gì? Để chúng ta biết quý nó, sử dụng nó cho đúng, và khi nó có tan hoại chúng ta không khổ đau.
Cái quan trọng của Phật giáo là nói cái pháp vô thường không phải để chúng ta chán chường nó. Như ngày hôm qua thầy thượng tọa Đạo Mạnh giảng cái chỗ vô thường vô ngã vậy đó. Không, chúng ta phải biết rằng chính nó vô thường, cho nên nó có thể tan hoại bất cứ lúc nào, thì chúng ta không được khinh suất mà phải sử dụng nó cho đúng. Mà sử dụng nó đúng thì chúng ta không có phí. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong cái cõi đời, một cái thân tứ đại giả hợp này, quý vị có đồng ý là mình quá nhiều rắc rối phiền não với nó không? Có. Nhìn từ cái chân tóc xuống tới cái móng chân, không có chỗ nào rắc rối. Tóc thì nó rắc rối theo tóc, phải nhuộm kiểu nào, phải hớt kiểu nào, phải cắt kiểu nào, phải sao thu kiểu nào để nó không rụng. Tóc rồi xuống tới cái chân mày, xuống tới cái mắt, cái mũi, chỗ nào nó cũng có rắc rối của nó hết, phải không? Vậy thì không phải là bao quanh bốn núi vạn cây rừng là gì, chằng chịt đủ thứ những cái phiền não rắc rối của nó. Mà hễ mình đơn giản, thật ra nó không đòi hỏi gì mình hết á. Nó không biểu mình sáng nay phải thoa màu xanh nha, mai để màu đỏ nha, rồi tự mình chét lên thôi. Rồi mình phiền não mình muộn, mà cũng tự mình chọn cái màu đó. Mà hễ người ta ra người ta nói màu này không hợp, cái vô đổi liền. Rắc rối không? Mình chọn, nhưng mà ra tới ngoài mà ta chê cái là mình vô mình đổi liền. Mua cái áo mấy trăm đồng mặc vậy, mới vừa bước ra tới này mặc gì cũng hợp, từ đó về sau áo đó không bao giờ thấy nữa. Mặc dù mình chọn nó, nhưng mà rốt cuộc người khác định giá nó, cho nó, mình người ta cho mình mặc hay không, ta chỉ cần nói một câu thôi. Vậy cái lỗ tai này, mình không nghe được tiếng lòng của mình, mà mình chỉ nghe tiếng của người khác nói thôi. Nghe người khác nói rồi mình rong ruổi theo người ta, không phải là bao quanh bốn núi vạn cây rừng là gì, rừng là chăng chích, mà chính mình không biết gì mình hết. Mình sống nhưng mà thật sự mình nói là của mình, chứ toàn là mình phải nghe lời người khác nói không. Thậm chí đi vô trong tiệm bán mỹ phẩm là phải nghe người ta cố vấn chứ. Da mình phải hợp chứ, kem gì chứ đâu phải tự mình, phải không? Không có gì tội lỗi nha. Không có nói vậy, không có nói gì, mình làm vậy là sai. Nhưng mà mình thấy được cái người thường của mình, thấy cuộc sống mình nó vậy đó. Rồi mình lăn lộn trong, quay cuồng mãi hoài ở trong cái cảnh giới đó. Nhưng mà cái người trí, người ta nhìn cao hơn. Cho nên trong nhà Phật có cái năm cách nhìn đó. Mình nhìn bình thường nha, ta chửi mình chửi lại, ta thấy mình thấy nguýt lại, ta lại là đó là nhục nhãn thôi. Cái cách nhìn nhận cuộc sống của mình rất bình thường. Nhưng mà cái người mà người ta có cái cao hơn á, thôi một câu nhịn chín câu lành. Mình nhịn cũng đâu có mất nát gì đâu, nhưng mà mọi việc nó yên. Cái tư duy, cái cách nghĩ nó thoáng hơn, cái đó gọi là thiên nhãn, cách sống của cõi trời. Còn nãy là cách sống của phàm phu, gọi là nhục nhãn. Ai xấu với mình xấu lại, ai tốt mình tốt lại, ta đãi mình đãi lại, ta bạc với mình bạc hơn. Đó là phàm phu, đó là nhục nhãn. Nhưng mà cái nhìn của cái người cõi trời, cõi thiên nhãn là người ta thoáng hơn. Đó là mới vậy thôi, rồi cái nhìn thoáng hơn nữa, chẳng những mình không đáp lại như vậy, mà mình còn phải đáp khác hơn. Thí dụ ta chửi mình không chửi lại là chuyện thường, tốt rồi phải không? Nhưng ngược lại còn phải nói tốt cho người ta nữa. Tại vì mình phải lấy cái pháp lành cảm hóa cái người xấu. Còn họ xấu với mình mà mình xấu lại, đó là bình thường. Còn nếu như mà người ta xấu với mình mà mình vẫn đáp tốt lại, cái đó gọi là phi thường. Còn người ta không động chạm gì tới mình mà mình kiếm chuyện với người ta hoài là mình bất thường. Vậy quý vị muốn cái thường nào? À, không? Bao quanh bốn núi vạn cây rừng chằng chịt. Đó là Pháp Hòa mới nói cái thân này thôi nha, chưa nói tới nước nha. Biết vô trong này rồi lạng lát nó ra giống nhau hết. Nhưng mà uống phải tìm mà, nào ngon mới uống. Trà phải hiểu gì, Coca, Cola, Pepsi, mỗi một buổi sáng, một ngày từ sáng tới tối của mình đủ kiểu nước hết. Mặc dù vô trong này rồi tổng thể nó có là một nước thôi. Các món mình ăn cũng là ra cũng một thứ thôi, có phải không? Bao quanh bốn núi vạn cây rừng. Nhưng mà tỉnh nhất ai ngờ muôn pháp không. Cái câu đầu là mình sống theo thường tình, nhưng giờ mình sống có tu tập nè, quán nhìn lại.
Ồ thì ra sắc tức là không. Rồi đất tức là không, nước tức là không, gió tức là không. Đất, nước, gió, lửa. Phong và ví dụ, con người mình đâu phải sống nhờ nước không đâu. Nhưng mà không có nước mình sống nổi không? Không. Nhưng mà thật thể cái thân này chỉ cần nước không không? Không. Vậy thì nước không phải là không là gì? Nước không phải là mình, nhưng mình không có nước không được. Vậy thì trong cái tương duyên đó, nó chỉ là một cái tương duyên, chứ nó không phải là hôm qua cái vô ngã đó. Cái thân này mình nói là có ngã mà chỉ rõ ràng thì không có cái nào nó thuộc về cái thân cả. Là mình nhìn tổng thể mình nói cái thân, cái chỉ đây mình nói tóc, chỉ đây mình nói chân mày, chỉ kia mình nói mũi, không có cái bộ phận nào gọi là cái thân. Nhưng mà tất cả những cái không phải là thân, như mắt, tai, mũi, miệng, nó ráp lại để chúng ta gọi là thân. Ví dụ bây giờ hiện tại mình đang ngồi đây là kêu cái hiên. Mà hỏi cái gì là cái hiên đâu, chỉ coi. Không có cái hiên. Chỉ này nói gỗ, chỉ kia nói nóc, chỉ kia nói đinh. Rồi ráp đinh, gỗ, sơn, ráp những cái thứ không phải là cái máy hiên để chúng ta gọi là cái máy hiên. Như vậy cái máy hiên là không, nhưng mà từ những cái không này làm ra cái máy hiên. Thì nếu mà là cái gì mà nó hợp lại thì nó đâu phải bản chất thật của nó đâu. Vậy không vô ngã là gì? Phải không? Cho nên tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Nếu mình tỉnh giấc mình nhìn lại thì mình thấy xưa nay mình sống, mình cứ lấy cái không làm có. Phải không? Cho nên tình là tình nhiều khi không mà có. Nhưng mà hiểu rồi thì tình là tình nhiều lúc có như không. Các vị cũng nhắc mình thôi, chớ rờ cái có mà chớ mó cái không. Tháng ngày thông dong cùng không với có. Nếu mình hiểu được chỗ đó rồi thì tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Tại vì mình trong Phật giáo á, hay dùng những cái trạng thái của cuộc sống để nói lên ý nghĩa của cuộc đời. Ví dụ ngủ biểu hiện của mê, thức là biểu hiện của tỉnh. Cho nên các ngài mở mắt ra là nói bài kệ liền: thùy miên thủy ngộ, một giấc ngủ hoài vậy đó. Nhưng mà vừa tỉnh dậy, cái giây phút mình mở mắt mình tỉnh gọi là thủy ngộ. Thùy miên thủy ngộ, ngủ say sưa một giấc mấy tiếng đồng hồ, vừa mở mắt ra là tỉnh liền. Mình cũng thế thôi, mê bao nhiêu chục năm, tự nhiên có một ngày nọ nghe được một bài pháp, tỉnh hồn tỉnh vía ra liền. Cái giây phút mình tỉnh đó gọi là thủy ngộ. Thùy miên thủy ngộ, ngủ nghỉ mới dậy. Cho nên cái gì mà ngủ say kêu là thùy miên. Cho nên mình mới có khúc Thủy Du đó. Mình đi trong cái cõi mộng mị này để rồi một ngày là mình hỏi lại, hãy trả lại cuộc đời, hãy trả lời cuộc đời, khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới. Cho nên tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Rồi câu thứ ba: may thay đã có lừa ba cặn. Cái câu của chú đó hỏi là lừa ba cặn là lừa gì? Lừa ba cặn là gì? Ngài Trần Thái Tông, ngài cũng như ta chúng ta thôi, ngài cũng phải sống bằng cái thân tứ đại bao quanh bốn núi vạn cây rừng thôi. Nhưng mà cái chỗ khác của ngài là ngài đã có được con lừa ba cặn. Còn mình con lừa bốn cẳng, bởi mình phóng hoài không dừng. Lừa ba cẳng là gì? Đó là giới, định, tuệ, tam vô lậu học. Ba cái pháp học để làm cho chúng sanh không còn những phiền não. May thay đã có lừa ba cẳng. Thí dụ bây giờ cũng cái thân này, thì cái thân này á, là nó có ba lỗi căn bản: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Thì bây giờ nếu như mà mình có sống, mình ăn mà mình có giới thì mình ăn cái gì nó nhẹ nhàng thôi. Mình có định thì sẽ biết rằng cái gì mình lắng sâu để mình có cái tuệ, mình nhận biết món gì mình có thể ăn, món gì mình không thể ăn để mình giảm bệnh, bớt bệnh và hết bệnh.
cuộc sống này chúng ta làm cái gì đó là quyền của mình. Nhưng nếu mỗi việc làm chúng ta lấy ba điều soi vào đó, giới, định, tuệ, thì việc làm đó sẽ giảm đi cái khổ đau, giảm đi cái phiền não, giảm đi cái tổn hại cho người và cho mình. Ví dụ mình muốn mua một chiếc xe mình chạy đâu có sao, nhưng đừng nhìn chiếc xe của hàng xóm mà mình muốn chiếc xe đó, mà trong cái đó cái khả năng mình nó không đủ, mà khả năng mình không đủ để mua chiếc xe đó mà mình lại muốn tranh, mình muốn bằng với người ta, thì có phải mình tự mình làm khổ mình không? Mà hỏi lại, mục đích chiếc xe để làm gì? Chỉ là một phương tiện đi lại thôi. Và thậm chí người ta có khen mình, anh lái xe sang quá, đẹp quá, chắc mắc tiền lắm ha. Họ cũng không phải gửi cho mình thêm để tôi phụ anh trả bớt. Trời, xe mắc tiền chắc bảo hiểm đắt lắm ha. Họ cũng không phụ mình trả tiền bảo hiểm. Bất có họ khen mình tiếng đó, nhưng mà mình sống chết với chữ khen đó, phải không? Cho nên tỉnh giấc, ai ngờ buông pháp không, may thay đã có lừa ba cặp. Xưa giờ mình sống, mình lăn lộn trong cái cảnh mà chằng chịt của cây rừng, của phiền não, của tranh thua, của khen chê. Hoặc mà đôi khi không ai khen mình, không ai nói gì mình, nhưng mà tự mình đi tìm cái phiền não cho chính mình thôi. May thay đã có lừa ba cặp. Lừa ba cặp đó là giới, định, tuệ. Và chúng ta có thể nói lại là niệm, định, tuệ. Tại vì niệm tức là chánh niệm. Mà có chánh niệm, chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là mình phải suy nghĩ, nhớ nghĩ một cách chân chánh. Cái gì nó như thế nào, chúng ta nhận nó như vậy mà không có suy diễn. Sở dĩ chúng ta thường hay phiền não với nhau là do chúng ta cũng có cái sự suy diễn hơi nhiều đó. Mình hay ráp cái này vô lắm, ráp cái kia vô lắm, mà ráp riết nó không giống gì hết. Tỉnh giấc, ai ngờ muôn pháp không, may thay đã có lừa ba cặn. Lừa ba cặn tức là niệm, định, tuệ. Giới là gì? Giới là đạo đức. Làm cái gì mà có cái đạo đức trong đó thì việc làm đó không đến nỗi dở. Ví dụ mình ăn, mình đi làm việc, mình buôn bán, có cái giới trong đó thì mình không đến nỗi làm những điều phi pháp, làm những điều tổn hại. Thậm chí là mình không có nói, không có làm những gì mà để cho mình được cái lợi mình, mà hy sinh phần của người khác. Cho nên người mà có tu tập nó có khác lắm chứ. Cho nên mình đơn giản vậy nè, chưa tu thì mình như thế này, tu rồi thì mình phải khác. Thí dụ chưa tu mình hay chửi rủa, tu rồi không chửi rủa nữa mà nói những lời hiền lành. Cũng là một cái chuyện, cái câu nói chuyện thôi, mà thay vì mình chửi mắng người ta thì mình nói lại một cái câu nói cho nó hiền lành, để cái sự việc nó tốt hơn đó. Mà xin thưa đại chúng vậy nè, khi mình ở gần ai á mà mình hay nói móc méo một người nào, mình hay soi mói về một người nào cho một người khác nghe, thường cái người nghe đó, họ nghe cái người đó nói về người khác xong á, thật hư như thế nào họ không biết, nhưng mà họ bắt đầu sanh cái tâm chừng mực với người này. Tại vì người này đang nói về một người khác thì tôi đây chắc cũng không có thoát khỏi cái nạn của người này đâu, bởi vì bao nhiêu người họ cũng nói được hết thì mình cũng đã là gì đâu. Cho nên cái người mà người ta có cái nhìn sâu sắc thì người ta bắt đầu có cái phòng hờ về cái người đang nói xấu người khác, đang soi mói người khác, đang chỉ trích một người khác. Còn nếu như mà họ có cơ hội, họ sống gần với cái người mà họ bị nói xấu đó, họ lại càng sợ mình hơn nữa. Người kia đâu có đến nỗi gì đâu mà sao người này nói dữ vậy. Thành thử ra rốt cuộc á, chính cái cách sống nó thiếu cái chánh niệm của mình, thiếu cái đạo của mình, thiếu cái đức của mình, nó làm cho mình bị người ta nhìn ngược, nhìn khác hơn. Cho nên làm gì làm phải có niệm, có định, có tuệ. Thì chính cái đó nó sẽ giúp cho mình vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Đó là dứt hướng.
Cho nên mình Phật giáo mình hay làm gì không? Sáng buổi kinh nào bắt đầu vô cái bắt đầu chí tâm hay là nhất tâm, nhất tâm đảnh lễ. Tất cả tâm của mình nó rong ruổi nhiều thứ lắm. Thôi bây giờ tới giờ phút phải đem tâm hợp lại thành một, gọi là chí tâm hay là nhất tâm. Vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng, hỷ đắc lưu nhi tam cước tài, mạch kỵ đã sánh thượng cao phong. May thay đã có lừa ba cặp. Thì cái câu thơ nó rất là mạnh. Mới đầu mình thấy như là mình bị bao vây, bao vây bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cặp, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Nó làm cho người ta phải chú ý. Nếu mình nói may thay đã có lừa bốn cẳng thì con lừa bốn cẳng thì chuyện thường rồi. Mà tự nhiên nói một cái câu nói là trong cái bài thơ bốn câu nó gây một cái sự chú ý cho mình ở cái câu thứ ba liền. May thay đã có lừa ba cẳng. Vậy lừa ba cẳng là gì? Nó làm cho người đó phải đi tìm hiểu. Mà nhờ cái sự tìm hiểu đó người ta ngộ ra được chân lý. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy trong chùa đó, tượng Phật đó hay làm tướng này tướng kia lắm. Để chi? Curious. Mình phải question. Chứ cái gì quý vị thấy trong chùa, mấy cái hình ảnh, những cái pháp khí, những biểu tượng, không biết phải hỏi. Tại vì người ta muốn gây cho mình một câu hỏi mà. Ta muốn nhấn cho mình một cái điểm. Vô tâm quá. Phật đưa đủ ấn mà không chịu hỏi gì hết trơn. Để ta có chuyện ta nói chứ. Phải không? Cho nên rồi mình cứ đi chùa, mình nhìn tưởng như mình đi vãng cảnh, chụp quá trời hình mà không biết tại sao ông này cũng vậy. Mà nếu mình hỏi cái mình ngộ ra chân lý. Cái này gọi là gì? Đa nghi là đa ngộ. Cái chỗ nghi ngay không phải là mình nghi ngờ không tin, mà là mình question. Mình không hiểu, mình muốn biết. Tại sao tượng La Hán tượng như thế này, tượng như thế kia, 18 vị La Hán đó, phải không? Tại sao ông hộ pháp đó ông đứng dáng như vậy? Mình hỏi để các ngài giải thích cho mình. Ở bên Nhật Bản á, khi mà quý vị đến chùa Nhật á, đa phần ở tới chùa Nhật á, những chùa lớn á, tổ đình á, ở hai bên cổng chùa có để hai tượng ông Kim Cang. Mà một ông á thì quẳng mặt xuống như này, mặt xuống như này. Còn ông há miệng lên, bước vô mình thấy, nhìn hai ông mà thấy hai trạng thái. Ông mặt phụ xuống, ông há ra, biểu tượng cho cái gì? Hỷ nộ của chúng sanh. Buồn á là cái mặt nó xuống vậy nè, phải không? Còn kia là giận lên. Ngày nào con người mình cũng cái này mà nó dẫn lên dẫn xuống vậy nè. Anh không tu quá ha, là anh bị chi phối nó riết. Có nhiều khi mình đâu làm gì người ta đâu, mình tự nhiên mình ngồi người ta nói làm gì rầu như mất sổ gạo vậy. Có không? Còn bữa nào thấy mình tươi tắn, cha bữa nay tươi quá ha, mới trúng số à. Tôi gặp mình là cái trạng thái mình nói có hàng ngày, mình cái trạng thái mình gặp cái nét của người đó, cái nét biểu lộ của người, biểu cảm của người đó làm cho mình phải question. Mà chính cái question đó mình mới hiểu người hơn. Cho nên đó, các quý vị biết là các vị Phật, các vị Bồ Tát, từ những cái pháp y, pháp phục, cho đến những cái biểu lộ của mắt, của tai, nó đều nói lên pháp tu. Mà tại sao lại làm như vậy? Để nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc đời này, cái quan trọng là chúng ta có ý thức chánh niệm để nhìn người. Và nhìn người thì mình hiểu rằng trạng thái nào cũng có lý do. Không phải người ta giận một cách vô cớ, không phải người ta buồn một cách vô cớ, nó có lý do. Tại mình chưa hiểu cho nên mình hờn, mình trầm. Còn mình hiểu rồi thì mọi việc nó đã thông, phải không? Cho nên đó, làm gì trong cuộc sống của chúng ta phải lấy ba tiêu chuẩn chính để dứt trừ mọi phiền não. Cho nên cái này gọi là tam vô lậu học. Vô lậu học tức là không những cái pháp học để mình không còn những cái phiền não nó ở trong mình. Vô lậu mà. Vô lậu, lậu là nó rỉ ra.
có nhiều khi mình không có giận ào ào nữa, mà hờn trong lòng thôi, mang mát vậy thôi, mà hờn mát mát kiểu đó dễ cảm. Cho nên tại sao mình thắp ba cây nhang? Ba cây hương là tượng trưng cho nhan giới, nhan định, nhan tuệ. Mà mình thắp ba cây, nhưng mà trong định có tuệ, trong tuệ có định, trong tuệ có định có giới, trong giới có định có tuệ. Cho nên tuy nó là ba, nhưng mà nó không một, nó cũng có hai cái kia trong đó. Vì vậy cho nên chúng ta thắp một cây hương là đủ rồi, bởi vì một là biểu tượng cho tất cả. Cũng giống như chúng ta thờ Phật, thờ một tượng Phật là đủ rồi, bởi vì một vị là biểu tượng cho tất cả các vị. Tại mỗi vị có một hạnh, mà một Đức Phật thì phải đủ các hạnh: từ bi, trí tuệ, hạnh nguyện, thanh tịnh, tinh tấn mới thành được chứ. Đâu phải một người mà có thể một việc làm mà được đâu. Thí dụ như cái người đó, người ta có trí thôi, thử có trí tuệ mà không chịu đầu tư làm ăn, không chịu siêng năng làm ăn, phải không? Không chịu thì làm gì mà thành tựu được. Cho nên có trí tuệ là một việc, nhưng mà phải có những cái yếu tố khác nữa để mình thành công. Có tâm hướng muốn làm ăn là tốt, nhưng mở cửa tiệm mà không siêng mở cửa, mà mở một cái gian hàng bán mà không siêng mở cửa bán, thì ai làm gì có khách. Mặc dù anh có bán ngon, anh có hay, nhưng mà anh không mở cửa thì lấy gì ta mua, mà không mua thì không có tiệm. Thành thử ra sự nghiệp anh không có. Thì một Đức Phật cũng vậy. Thí dụ Đức Phật Thích Ca là tượng trưng cho tinh tấn, nhưng mà Ngài không thể thiếu hạnh từ bi của Quan Âm, Ngài không thể thiếu trí tuệ của Văn Thù, Ngài không thể thiếu hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền, Ngài không thể thiếu cái đặng nguyện lực của Ngài Địa Tạng, không thể thiếu cái sức mạnh vượt tất cả mọi chông gai của Đại Thế Chí. Cho nên trong Đức Phật Thích Ca thì cũng phải có những cái hạnh khác của các vị. Mỗi Phật, mỗi Bồ Tát biểu tượng cho một hoan hỷ đặc thù, một cái hạnh đặc thù. Nhưng mà trong tất cả các vị đó đều phải tương trợ với nhau. Thành thử ra trong giới thì có định có tuệ, trong định có giới có tuệ, trong tuệ có giới có định. Vì vậy mà ba cây hương chúng ta thắp một cây cũng được. Bằng Phật mình nhỏ, mình thờ một tượng thôi. Rồi có vị sẽ thắc mắc, nếu mình thờ Phật Thích Ca mà cứ niệm Phật Di Đà hoài, Phật Thích Ca có buồn không? Chỉ có chúng sanh mình mới buồn mấy chuyện đó thôi. Chứ Phật Thích Ca khuyến khích mình niệm Phật, thì mình niệm Phật nào Ngài cũng vui hết. Ngài giới thiệu Phật Di Đà mà, chứ Phật Di Đà đâu có ở cõi đời này để nói gì với mình đâu. Đức Phật Thích Ca giới thiệu, ở phương Tây có thế giới Cực Lạc, có giáo chủ tiếp dẫn chúng sanh tên là A Di Đà. Thì do Ngài nguyện, nếu chúng sanh nào muốn sanh sang nước của Ngài thì hãy apply với Ngài. Nộp đơn vô, muốn đi diện bảo lãnh, mà đi diện bảo lãnh Tây Phương. Thì mỗi ngày mình phải theo dõi coi mình nộp đơn vô đi tới đâu rồi. Ở đây nó có cái code này vô để mình coi cái đơn mình nó process tới đâu rồi, thì mình biết được tới đâu là mình niệm Phật mỗi ngày đó. Không, niệm Phật mỗi ngày. Hồi xưa Hòa Thượng Trí Tịnh còn làm quyển sổ niệm Phật công cứ nữa, để hình Phật Di Đà ngồi giữa vậy nè, từng cánh sen xung quanh như cái hậu quang vậy đó. Rồi mấy bà cụ Ngài mới phát cho ông quyển ha, niệm được 10 chuỗi lấy cái giấy chì tô vô đây. Chứng minh đàng hoàng nha, ngoài sổ để chứng minh á, khởi niệm ngày mấy tháng mấy là cái ngày bắt đầu ghi sổ đó. Rồi nộp đơn á, nộp đơn ngày đó phải không, rồi xong rồi chấm hết cái đem lên lại hoàn tất ngày mấy tháng mấy, cái hòa thượng ký tên vô, trời ơi thấy linh thiêng quá ha. Bắt đầu hết một sổ rồi xin cuốn sổ khác. Cái cuốn sổ đó kêu là niệm Phật công thứ, niệm Phật ghi chấm vô Phật. Nhưng mà mình phải nguyện, con nguyện mỗi ngày niệm 10 chuỗi, 20 chuỗi, 30 chuỗi. Nguyện để làm gì? Để theo cái nguyện đó mà làm. Còn nó thôi, tôi nguyện là nguyện tội, khi nào rảnh niệm,
20 năm có cuốn sổ mà không có con sen nào tô hết trơn, vì có hứa hẹn gì đâu. Mà chúng sanh mình là dễ gì? Dễ vui lắm. Mình rất dễ vui. Mà hễ mà giờ nào mà cho ngủ là ngủ vui. Cho nên mình đặt cái thời khóa để làm gì? Để nó làm cái điểm nhắc nhở cho mình phải theo thời khóa. Tại chúng sanh mình không dễ dàng gì mà tự mình thời khóa cho mình. Cho nên mình phải lập nguyện. Vị nào muốn phát tâm đi tu hay là muốn tu cho vững chãi, phải đọc cái tác phẩm Phát Tâm Bồ Đề, Văn Phát Tâm Bồ Đề của Ngài Thật Hiền, để Ngài dạy cho chúng ta tu hành phải lập nguyện. Nguyện mà không lập thì sự thành tựu nó không có. Rồi Ngài mới dạy cho chúng ta phát tâm có 8 thứ. Tâm có 8 thứ: phát tâm tà, phát tâm chánh, phát tâm chơn hay phát tâm ngụy, phát tâm tiểu hay phát tâm đại, phát tâm thiên hay phát tâm viên. Ngài đưa ra 8 cái tâm. Nói xong rồi lấy 4 tâm, bỏ 4 tâm. Tại vì giữa chánh với tà thì mình bỏ tà lấy chánh, không? Giữa cái đại với cái tiểu thì bỏ tiểu lấy đại. Giữa thiên với viên, bỏ thiên lấy viên. Thí dụ vậy. Rồi 10 lý do phát tâm. Nói lên 10 lý do để làm gì? Để chúng ta có cái chỗ để chúng ta hướng tới. Ví dụ tu tập niệm Phật hay là tu tập là vì muốn đền ơn cha mẹ. Cái bữa nào mình lười biếng cái mình nhớ, vì ơn cha mẹ mà phải ráng tu. Rồi mình trong đó có ơn của chúng sanh đó, ngày nào cũng được thọ nhận tình thương của chúng sanh hết. Quý vị thấy ngày hôm qua trên tu viện ngày mới tu, mặc dù tu viện có chuẩn bị nhưng mà Phật tử nghe khóa tu là các vị làm thức ăn đem lên đó. Nội mà nước không uống không cũng no khỏi ăn. Nước mía, nước đậu má, nước chanh, đủ thứ nước hết. Từ đâu mà ra nếu các vị không có tình thương với mình? Nội mình nhận cái tình thương đó thôi thì cũng đủ để cho mình phát tâm rồi. Cho tối hôm qua Pháp Hòa nói với quý sư cô ngồi chơi đó, nhìn lại mình thấy Phật tử rất là tội, và mình phải thương Phật tử. Và chính cái hành động tình thương Phật tử lại là cái điều mà sách tấn cho cái người tu mình hơn. Mình mà không tu ráo riết, không tinh tấn hành đạo thì mình sẽ mang nặng cái ân tình của thí chủ Đàn Na, trả hoài trả hết. Mà chính cái tình thương của các vị lại nuôi dưỡng cái tâm người tu. Rồi các thầy cô mà tu tinh tấn thì là một cái khởi điểm, một cái hành trang, một cái tươi mát cho mình nhìn lên mình thấy, phải không? Cho nên nhìn lên thấy các ngài tu hay quá mình ráng, các ngài nhìn xuống thấy mình tội nghiệp thương các ngài trên quá, hai bên nương nhau tu. Ở chùa Pháp Hòa hay đùa, chùa Pháp Hòa có mấy thầy nhỏ, có quý sư cô lớn, thầy lớn. Người trẻ mà lên thấy người già ngồi thiền tụng kinh đó, tự mình hổ thẹn nha. Già cỡ này mà còn lên ngồi tu, mình trẻ cỡ này mà không tu quê chết. Rồi mấy bà già nhìn mấy ông trẻ nha, trẻ vậy là giờ này lẽ nó ngủ nó chơi nè, mà nó vô đây nó ngồi tu nè, còn mình già cỡ này còn ham chơi quê chết. Cho nên ai cũng phải sợ quê mà lo tu. Thì qua cái bài kệ của ngài Trần Thái Tông ha, ngày hôm qua một cư sĩ hỏi câu cuối mà không có giờ trả lời, thì sáng nay Pháp Hòa mượn câu này để sinh hoạt với đại chúng. Bài thơ rất dễ nhớ ha: bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Có bao giờ quý vị tỉnh giấc cái thấy bừng con mắt dậy thấy mình tay không không? Để dành quá trời cực khổ, nghe lời người ta đầu tư một chuyến ngộ thôi sạch bách hết. Tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Rồi đó mình cũng chạy đua với thời gian, cũng đủ thứ hết. Bây giờ nhìn lại, tóc thì đã bạc, thân thể thì yếu, răng thì ăn không còn giòn ngon nữa. Nói chung là tất cả nó biến đổi hết. Mà nhìn lại, mình cũng gom thâu đủ thứ hết, mà rốt cuộc mình không có gì đâu. Tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Chứ ngày xưa ông Vũ Hoàng Chương, ông cũng có cái bài thơ như vậy.
Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Con người mình sống chứ hỏi dữ lắm. Nội mà buổi sáng thôi, sáng nay ăn cái gì? Ngồi vô ăn sáng xong cái trưa nay ăn cái gì? Đang trưa thì hỏi chiều nay ăn cái gì? Gặp nhau tuần tới đi coi hát không? Tuần sau làm cái này không? Đó là mấy cái hỏi bình thường trong cuộc sống nha. Còn sâu sắc và hỏi đủ thứ này. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Và cái dấu hỏi đó giống như những cái question của mình. Và những cái question này, những câu hỏi này nó giống như những con sên đó. Thấy không? Sên bò nát ốc, máu thầm rơi. Trời ơi, những cái câu hỏi đó đó. Thấy không? Và những cái vấn đề đó đó, nó nằm đầy trong đầu mình. Có bao giờ ngủ mà ngủ ngon mà không phải suy nghĩ không? Hiếm lắm. Giàu suy nghĩ theo người giàu, nghèo lo lắng suy nghĩ của người nghèo, trẻ có những lo lắng suy nghĩ của người trẻ, già có suy nghĩ lo lắng của người già. Không có người nào chúng ta mà không có lo nghĩ hết. Ngay cả mấy thầy mấy cô mới bắt đầu làm chùa cũng vậy thôi. Đang cất chùa đó, trời ơi biết tháng tới này nó đang xây dựng rồi bill nó về không biết đủ trả không. Cũng phải có sên bò nát ốc, máu thầm rơi chứ bộ. Chiều nay một chấm than buông xuống. Chiều nay là biểu tượng cho một cõi đi về đó, thấy không? Cho trăm năm vào hết một ngày. Rồi chiều nay một chấm than buông xuống là than ơi, người đã đi rồi, thấy không? Để tôi ở lại một trời vô đơn. Chiều nay một chấm than buông xuống. Đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Cái dấu chấm than đó, cái hình ảnh nó có giống như là cái đinh không? Nó giống cái đinh phải không? Chấm than giống cái đinh vậy đó. Thì cái chấm than đó là chấm dứt cuộc đời, buông xuống của cuộc đời. Nhưng nó cũng là một cái đinh đóng vào cái quan tài. Thì người nào tỉnh giấc thì sẽ hiểu, à thì ra cuối cùng con người mình, sự trả lời của nó là bye bye nha. Đóng đinh vô, tại liệm với Việt Nam là lấy cái đinh đóng cái nắp lại. Đinh đóng vào săn, săn là cái quan tài á. Đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Bốn câu thơ của Vũ Hoàng Chương mà nói hết những cái bận rộn và những cái chấm hết của con người. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Sên bò nát ốc, máu thầm rơi. Chiều nay một chấm than buông xuống. Đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Hết rồi, xong rồi. Một tủ quần áo nhưng liệm được có 5 bộ à. Một 5-7 cái nhà băng, rốt cuộc đem được mấy sắp giấy giả. Một kho gạo nhưng cuối cùng ngậm được có 7 hạt à. Ở Việt Nam á, liệm á là ta để nam là 7 hộp gạo vô miệng, nữ là 9 hộp. Để mấy hộp cần biết, nhưng mà rốt cuộc anh phải nhớ rằng anh gom thâu làm gì đi nữa, cuối đời anh chỉ còn mấy hộp gạo trong miệng thôi. Khi liệm bao nhiêu cái nút làm gì? Lắc lỡ hết. Cái đó cũng là một cái lesson đó. Người ta nói là khi mình đi chôn là mình không có để mấy cái gì nó lấn cấn, nó không rã. Cho nên hồi xưa các vị may đồ dưỡng già đó là nút là phải thắt bằng vải hết. Tại vì để cho nó rã, tất cả những cái gì chôn theo trong cơ thể mình nó phải rã ra. Cho nên may đồ dưỡng già toàn là dây cột với lại nút thắt, chứ không có để nút bấm nút hộ gì hết. Mà hễ lỡ bộ đồ nào liệm á, là phải lắc nút lại. Thật ra thì người ta cũng muốn nói với mình gì đó. Anh làm tùm lum ha, anh gom, anh thâu, anh chất, anh chứa ha, chết thì cái nút người ta cũng lắc lại. Miệng anh là cuối cùng chỉ ngậm được 7 hạt thôi. Đồ mà để đem theo cuối cùng vài bộ thôi chứ đem sao hết. Rồi gì nữa? Nút cũng bị thắt lại, lấy lại. Tiền của để lại người ta sẽ gửi cho mình bằng một mớ giấy. Cuối cùng có kể câu chuyện để chúng nghe, câu chuyện vui thôi.
Có cái ông đó, ông cũng chất chứa nhiều lắm. Và ông dặn vợ ông á, anh để lại một số tiền mặt rất lớn, bạc triệu nha. Khi mà anh chết, em nhớ chôn hết tiền mặt đó cho anh. Thì cái ngày liệm á, bà vợ mới đem một cái bao thơ mỏng lại. Em nhớ lời anh dặn, tất cả tiền gì của anh phải gửi đem hết cho anh. Nhưng em suy nghĩ lại, đem nhiều quá nặng nề cho anh, cực nhọc lắm. Thôi em ký cho anh cái check, gửi cho anh cái check, anh cần khi nào anh cash lúc đó. Vậy thì quý vị thấy cái check có xài được gì không? Bà vợ khôn quá ha. Và cuối cùng là coi chừng bị bà vợ đó nha. Thì xin chúng con cảm niệm ân đức ni sư đã tạo duyên cho chúng con sớm hôm nay được về thăm đại chúng, và đại chúng cũng đã dành bao nhiêu cái tình thương để mà gác lại buổi sáng đi làm hay những công việc gì của quý vị mà quý vị phải gác lại hết để cùng về đây sáng hôm nay để chúng ta có được buổi sinh hoạt này. Trong thời gian chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót, con kính mong quý ngài và quý vị đại chúng hoan hỷ niệm tình thương xót bỏ qua cho. Một lần nữa con nguyện với ngài thường an lạc, Phật sự viên thành, toàn thể đại chúng gia đình hạnh phúc bình an, tu tập tinh tấn và nhớ hộ trì tam bảo, phụng sự tam bảo, để cho chúng ta cùng nhau chuyển bánh xe pháp nơi xứ người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện